Hôm nay thì mình sẽ ăn thử chân giò rút xương ủ muối ăn liền. Cái mùi ủ muối của nó không nhiều như là mùi gà ủ muối các bạn ạ. Mùi của nó kiểu tanh hơn một chút. Xin mời các bạn nha. Có cả nước chấm đi kèm các bạn ạ. Cái nước chấm này thì nó có cái mùi của muối mì tôm. Có nước chấm ăn nó đậm đà hơn hẳn luôn. Ok, đầu tiên thì cái chân giò rút xương ủ muối này mình ăn thấy nó hơi nhạt, kiểu như người ta làm ra để mình chấm với cả nước chấm ấy, chứ không phải là để ăn không như này. Ăn không thì mình có cảm giác nó béo và nó hơi bị ngấy. Cái móng giò này thì người ta đã rút xương rồi, cho nên là cắn ngập miệng, cắn đã miệng, cắn thoải mái luôn. Và nó vẫn còn một ít gân ở giữa ấy, ăn nó sẽ hơi giòn giòn một chút. Cái gói này thì mình mua giá khoảng 100.000 ở cái cửa hàng gần nhà mình. Và đây là cái bao bì của nó này, bạn nào mà muốn ăn thử thì có thể tìm mua theo cái bao bì này.